Hay có up file lên rồi đó. Rồi ok. Đây nè, những cái file tiếng Việt nè. Được chưa? Rồi cái bài giảng này các bạn cũng lấy xuống luôn nha, thầy dùng bài giảng này để giảng cho các bạn. Slide các bạn tự có gì các bạn tự coi thêm tham khảo ha, tại vì như thế này, tại sao dùng cái file này mà không dùng slide? Vì thầy thấy slide nó viết sơ sài quá. Nó không có kỹ, nó không có đầy đủ. Nên là thầy không muốn dùng nó. Do đó thầy dùng cái bài này là bài soạn thầy soạn riêng. Tuy là bằng tiếng Việt. Nhưng mà cái gì đụng tới thuật ngữ thì sẽ nói cho các bạn biết ha, chỉ sang tiếng Anh nói cho các bạn biết vậy thôi. Chứ nếu như mà dùng cái nếu như mà dùng cái file cái slide á, thì thầy cảm thấy là nó không có đầy đủ, thầy thấy nó không đầy đủ nên thầy không dùng ha. Mình cứ dùng cái bài giảng slide thôi, cái bài này thôi. Rồi bây giờ chiếu lên cái phần này thì hôm trước là mình xong cái phần giới thiệu rồi, bây giờ mình sang cái biến cố ha và xác suất của biến cố luôn. Thì cái phần này á, là cái chương này nha, có thể nói là chương quan trọng, cái chương quan trọng nhất trong cái phần nội dung học của mình, bởi vì nó là cái chương cơ bản, nó là kiến thức nền để học những chương sau. Thì đó chương này thì các bạn học nên học kỹ ha, học kỹ chút xíu cho kỹ, nắm cho chắc. Khó thì nó không khó đâu, chỉ có điều là nó hơi nhiều cái nó khó ở chỗ là những cái bài tập mình phải biết phiên dịch từ ngôn ngữ thông thường đời thường sang ngữ toán thôi. Rồi bây giờ mình nói về phép thử và biến cố trước. Thì phép thử là cái gì? Thì đơn giản thế này thôi, ví dụ các bạn muốn quan tâm tới một vấn đề nào đó, ví dụ bây giờ các bạn giả sử như là muốn đo nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu thì bắt buộc các bạn phải tiến hành đo, đúng không? Dùng công cụ, dùng cái phương pháp để đo nhiệt độ, và sau đó là đo rồi mới biết được nhiệt độ bằng bao nhiêu. Thì cái việc đo ở đây mình phải sử dụng công cụ ha, rồi kỹ thuật phương pháp vân vân. Thì cái việc đo giống như là việc làm thí nghiệm, thì cái việc đo chính là làm phép mình cần biết coi là nhiệt độ là bao nhiêu thì mình phải đo. Như vậy cái việc mình đo ở đây á, là mình thực hiện một phép thử, phải chưa? Thực hiện một phép thử. Còn đo được nhiệt độ bằng bao nhiêu độ C thì nó gọi là biến cố. Như vậy kết quả của phép thử sẽ gọi là biến cố ha. Rồi đây là định nghĩa để các bạn thấy. Phép thử là một việc thực hiện một nhóm cái điều kiện xác định nào đó, chẳng hạn như làm thí nghiệm để quan sát một hiện tượng nó xảy ra hay không. Còn hiện tượng có xảy ra hay không trong kết quả của phép thử hay trong kết cục của phép thử thì nó gọi là biến cố. Ví dụ mình muốn biết con xúc xắc khi mình tung lên đó, nó xuất hiện mặt nào thì mình phải thực hiện phép thử. Phép thử ở đây á, là tung một con xúc xắc 6 mặt xuống mặt đất. Còn việc xuất hiện mặt nào của nó là biến cố. Ví dụ xuất hiện mặt một chấm thì đó là biến cố. À, và bây giờ mình cần quan tâm tới biến cố nào? Mình quan tâm tới biến cố xuất hiện mặt một chấm, mặt bao nhiêu chấm là một loại biến cố. Hoặc mình quan tâm tới biến cố xuất hiện mặt lẻ hay mặt chẵn thì cũng là một loại biến cố. Nha. Như vậy thì tùy vào mình quan tâm tới kết quả nào của kết cục nào của phép thử thì mình đặt biến cố tương ứng như vậy. Đây một vài ví dụ ha, các bạn xem qua. Bắn một phát súng vào bia thì việc bắn súng là phép thử. Còn việc trúng nào cái miền nào đó của bia đó là biến cố. Hiểu chưa? Rồi.
Ví dụ các bạn mua một tờ vé số thì việc mua vé số á là phép thử, còn có trúng trúng số hay không là biến cố. Và ví dụ như mình quan tâm đến trúng được giải nào thì cũng là một loại biến cố của mình ha. Rồi thì phép thử gọi là ngẫu nhiên nếu như ta không biết trước được hay là dự đoán được chính xác kết quả của nó. Ví dụ bây giờ khi các bạn mua vé số đi, mình đâu biết mình trúng hay chật đâu, tức là trước khi dò đó nha, mình đâu biết trúng hay chật đâu, đúng chưa? Thì đó chính là phép thử ngẫu nhiên. Còn vấn được vấn đề ví dụ như là mình tung một một vật gì đó lên, mình biết chắc nó rớt xuống rồi, thì phép thử đó không phải ngẫu nhiên nữa ha, nó là tất nhiên rồi, đúng không? Tung một vật lên thì chắc chắn là do trọng lực thì nó phải rớt xuống thôi, như vậy không phải là ngẫu nhiên. Hay ví dụ như mình đun nước sôi, đun nước tới 100 độ thì nó sẽ sôi, tức là trong điều kiện thông thường nha, đun nước tới 100 độ nó sôi, thì đó không phải là những thí nghiệm, những phép thử ngẫu nhiên ha. Thì xác suất không nghiên cứu cái chuyện đó, xác suất chỉ nghiên cứu những hiện tượng ngẫu nhiên thôi. Rồi bây giờ mình nói về các loại biến cố. Thì có biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn đầu tiên là biến cố chắc chắn như thế nào? Biến cố chắc chắn là biến cố nhất định xảy ra khi thực hiện một phép thử. Và nó được ký hiệu là omega, omega. À, omega là omega hoa nha các bạn. Nó gọi là biến cố chắc chắn. Tức là biến cố chắc chắn thì khi các bạn thực hiện phép thử, mình biết được chắc chắn nó xảy ra. Ví dụ tung một con phép xuất sắc đi, phải không? Tung một phép thử là tung một con xuất sắc, thì mình gọi biến cố xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì biến cố này là biến cố chắc chắn rồi, chắc chắn nó sẽ xảy ra, bởi vì số nút sẽ là số chấm trên mặt xuất sắc á làm sao mà lớn hơn 6 được, được chưa? Nên do đó mình nếu mình quan tâm tới biến cố này à, thì chắc chắn là nó xảy ra, nên nó gọi là biến cố chắc chắn. Rồi loại biến cố thứ hai là biến cố không thể có. Biến cố không thể có là biến cố nhất định không xảy ra khi thực hiện một phép thử. Và biến cố được ký hiệu là giống như tập hợp rỗng vậy. Ví dụ các bạn thấy nè ha, tung một con xúc xắc, biến cố xuất hiện mặt 7 chấm là biến cố không thể có. Hoặc là mình đặt biến cố là gì, xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 6 là biến cố không thể có. Được chưa? Thì biến cố chắc chắn và biến cố không thể có này á, thằng này xác suất sẽ bằng một rồi, vì biết chắc nó xảy ra mà ha, thằng này nó không xảy ra nè, biến cố xác suất bằng không rồi, không quan tâm tới nữa, thì mình chỉ quan tâm tới những loại biến cố ngẫu nhiên thôi. Thì biến cố ngẫu nhiên á là những cái biến cố mà mình không dự đoán được nó xảy ra hay không, tức là có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi thực hiện phép thử. Các biến cố ngẫu nhiên thì được ký hiệu với chữ cái in hoa ha các bạn, ABC. Rồi ví dụ như mình thấy đây, tung một con xúc xắc thì biến cố xuất hiện mặt một chấm là biến cố ngẫu nhiên. Hoặc ví dụ như đo nhiệt độ ngoài trời đúng không, được nhiệt độ là 35 độ C ví dụ vậy, là một biến cố ngẫu nhiên à. Hoặc như ví dụ như là mình bắn súng vào bia thì viên đạn rơi vào miền nào của bia cũng là biến cố ngẫu nhiên. Ví dụ viên đạn nó là thiên, viên đạn rơi vào cái miền được 10 điểm thì cũng là biến cố ngẫu nhiên. Đây ví dụ này cũng vậy, bóc ngẫu nhiên một tờ lịch thì phân loại những biến cố này. Rồi biến cố A này là các bạn nói là biến cố gì, bóc được tờ lịch kia tháng 2, Biến cố ngẫu nhiên. đúng rồi. Biến cố B, Biến cố không thể có. biến cố không thể có. Biến cố C thì sao? Là ngẫu nhiên. Tôi kể nha, biến cố C có ngẫu nhiên không? Biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn. Đúng rồi, biến cố chắc chắn. Ủa sao cái loa của bạn nào kỳ vậy? Do là có mở điện thoại lên không? Hay mở gì không? Nó bị kỳ vậy? Thì xác suất thống kê ha, nghiên cứu những biến cố ngẫu nhiên nha, nghiên cứu những hiện tượng ngẫu nhiên. Rồi các bạn lưu ý nếu mà giả sử mà thấy thầy giảng nhanh hay là tốc độ đi nhanh quá thì các bạn nhớ nói nha, nhiều khi cứ giảng như vậy thôi thầy cũng không biết là có nhanh hay không,
các bạn không nói gì hết, thầy nghĩ các bạn theo kịp ha, thì các bạn nên có phản hồi để thầy biết. Rồi, bây giờ mối quan hệ với biến cố. Đầu tiên là quan hệ kéo theo. Biến cố A gọi là kéo theo biến cố B, ký hiệu như thế này. Giống như là tập hợp con ha. A kéo theo B. Nếu A xảy ra thì kéo theo B xảy ra. Khi thực hiện phép thử. Nghĩa là kéo theo là sao? Tức là nếu A xảy ra phải kéo theo B xảy ra mới được. Còn trong trường hợp nếu A xảy ra mà không kéo theo B xảy ra đó thì nó không gọi là kéo theo. Rồi bây giờ ví dụ ha, một sinh viên mua một tờ vé số, gọi A là biến cố sinh viên trúng số độc đắc, B là biến cố sinh viên trúng số. Vậy thì ở đây là quan hệ kéo theo như thế nào? A kéo theo B hay là B kéo theo A? A kéo theo B. Đúng rồi. Bởi vì nếu như mà trúng số độc đắc thì chắc chắn là trúng số. Đúng không? Nhưng còn trúng số thì chưa biết là có trúng độc đắc hay không. Bởi vì là có nhiều giải mà. Rồi quan hệ tương đương ha, hai biến cố tương đương. Cái kéo theo này trong tiếng Anh là gì thầy? Kéo theo quá hả? Kéo theo nó gọi là imply. Dạ em cảm ơn. Thì thuật ngữ biến cố ha, thì nó gọi là sự kiện á, thì người ta gọi là event nha các bạn. Rồi quan hệ tương đương, tức là hai biến cố A và B tương đương ha, ký hiệu là A bằng B luôn á. Nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại, tức là A tương đương B khi và chỉ khi A kéo theo B và B kéo theo A. Cái này nó giống như là cái mệnh đề các bạn, mệnh đề tương đương á, đúng không? Nó tự tựa như vậy. Rồi ví dụ đây ha, các bạn tự xem nha, thì này đơn giản. Rồi tiếp theo là những cái biến cố quan trọng mà các bạn cần nắm luôn là biến cố tổng, biến cố tích. À. Tổng của hai biến cố. Biến cố tổng hay gọi là tổng của hai biến cố A và B, ký hiệu A cộng B như thế này. Hoặc là gì? Ký hiệu giống tập hợp đúng không? Nghĩa là mình không gọi tập hợp nha các bạn, mà gọi là hoặc nha. A hoặc B. À, là biến cố xảy ra khi và chỉ khi ít nhất một trong hai biến cố này xảy ra. Ít nhất một trong hai biến cố A B xảy ra. Tức là ở đây mình phải hiểu là gì? A xảy ra hoặc B xảy ra, hoặc là A B cùng xảy ra luôn cũng được. Nó không có cái loại trừ nha. Cái này là bao hàm chứ không phải loại trừ nha. Rồi. Như vậy thì mình phải hiểu ha, tổng của A với B là một biến cố mà nó sẽ xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra hoặc B xảy ra. Hay mình nói là có ít nhất một trong hai biến cố A B xảy ra cũng được. Tại vì cái này nó không có loại trừ, bao hàm luôn, A xảy ra hoặc B xảy ra, hoặc là gì, cả hai thằng cùng xảy ra luôn cũng được. Được chưa? Rồi ví dụ để các bạn thấy là, ví dụ đầu tiên, một xạ thủ. Một xạ thủ bắn một viên đạn vào bia. Ta gọi A là biến cố xạ thủ bắn trúng vòng 10 điểm, B là biến cố xạ thủ bắn trúng vòng 9 điểm. Và C ở đây là xạ biến cố, xạ thủ bắn được ít nhất 9 điểm. Như vậy thì mình có C là bằng gì đây? A cộng B. Phải chưa? A cộng B. Thì trong ví dụ này mình thấy nè, A với B này á, nó không có đồng thời xảy ra được. Phải không? Nếu A xảy ra thì B không xảy ra. Rõ ràng. Bởi vì nếu đã bắn trúng vòng 9 điểm rồi, làm sao trúng được vòng 10 điểm? Và ngược lại như vậy. À, thì trong trường hợp này á, cái quan hệ hoặc ở đây á, là nó loại trừ chứ nó không có bao hàm. Phải chưa? Nhưng ví dụ thứ hai. À, ví dụ thứ hai thì ở đây mình thấy là cái này có thể là bao hàm. Sinh viên thi hai môn toán cao cấp và kinh tế lượng. T là biến cố sinh viên đậu toán cao cấp, K là biến cố đậu kinh tế lượng.
Khi này biến cố T cộng K là biến cố sinh viên đậu ít nhất một môn. Ít nhất một môn, có thể đậu cả hai môn được không? Được luôn. Như vậy trong trường hợp này thì hai biến cố T với K có thể cùng xảy ra. À, có thể xảy ra cùng, tức là T có xảy ra và K cũng xảy ra được luôn. Chứ không có loại trừ nhau nha. Rồi. Hai ví dụ này ha. Hai xạ thủ bắn vào một bia, đó, một người bắn một viên, A là biến cố xạ thủ một bắn trúng, B là biến cố hai xạ thủ bắn trúng bia. Và cái này là biến cố gì? Bia trúng đạn. Như vậy thì trong trường hợp này nè là chỉ cần một trong hai thằng này xảy ra là được đúng không? Mà cả hai thằng xảy ra thì càng tốt luôn. À, ở đây chỉ nói là bia trúng đạn thôi chứ không có nói là gì. Bia trúng một viên đạn. Phải chưa? Như vậy ở đây là có thể bao hàm à, cả hai thằng xảy ra luôn. Ví dụ này thì này cũng đơn giản thôi, phải không? Xuất hiện mặt tung một con xúc xắc, gọi AI là biến cố mà Y xuất hiện, gọi tên biến cố này. Biến cố này các bạn gọi tên là biến cố gì? Biến cố lẻ này. Sao thì biến cố lẻ? Gọi cho đàng hoàng coi, thì gọi biến cố lẻ. Biến cố là xuất hiện mặt lẻ, xuất hiện mặt có số chấm là lẻ. Để nói cho rõ ràng đầy đủ câu cú chứ, thì biến cố lẻ. Biến cố lẻ là biến cố gì? Biến cố tổng. Thì đây là biến cố tổng đúng rồi, nhưng mà ý là mình phiên dịch sang cái tên của nó luôn á, phiên dịch ra đàng hoàng á, là biến cố là ở đây biến cố này á là gì? Xuất hiện mặt có số chấm lẻ, được chưa? Rồi trường hợp tổng quát ha, trường hợp tổng quát tức là định nghĩa cho tổng của n biến cố, n biến cố a 1 a 2 vân vân cho tới an, thì ký hiệu là tổng của nó hoặc là ký hiệu này cũng được. Thì biến cố tổng này là nó xảy ra khi nào? Khi có ít nhất một trong các biến cố này nó xảy ra trong phép thử. Ở đây lưu ý là mình đang xét một phép thử thôi nha, chứ không phải nhiều phép thử nha. Các bạn đừng tưởng lầm là ở đây là n phép thử nha, không phải đâu. Một phép thử thôi. Ha, một phép thử. Rồi ví dụ kiểm tra chất lượng của n sản phẩm, gọi AK là biến cố sản phẩm thứ K xấu, C là biến cố có ít nhất một sản phẩm xấu. Vậy thì C là tổng của n biến cố này. Đương nhiên vẫn có thể xảy ra trường hợp là gì? N sản phẩm xấu hết, phải không? Có luôn. Đó. Tiếp theo là mình nói về biến cố tích tổng rồi đúng không? Vậy thì tích biến cố tích ha, hay là tích của hai biến cố AB, ký hiệu A nhân B hoặc là như thế này, A và B, hay gọi là A và B nha các bạn. Rồi là biến cố xảy ra khi mà chỉ khi A xảy ra và B xảy ra. Thì các bạn chú ý chỗ này một xíu nè, cái biến cố tích nó xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi A xảy ra và B xảy ra. Các bạn không được nói là A, B xảy ra khi và chỉ khi A, B đồng thời xảy ra hoặc là A và B cùng xảy ra. Nói như vậy nó không chính xác. Mà phải nói rõ là A xảy ra và B xảy ra. Rồi, ví dụ như thế này. Giả sử ha, thầy đi coi thi. Giả sử các bạn làm bài kiểm tra đúng không? Các bạn đi thi đúng không? Thầy coi thi. Ví dụ coi nha, cái này phải thật nha. Ví dụ thầy bắt được bạn Trịnh Đình Hiếu quay bài, bắt được bạn Phạm Trung Nguyên quay bài, ví dụ như vậy. Và bây giờ thầy ghi vào biên bản, thầy ghi vào biên bản là sinh viên Phạm Trung Nguyên và sinh viên Trịnh Đình Hiếu cùng quay bài, thì ghi như vậy được không? Ví dụ nha, chứ không phải là không phải thật nha. Ví dụ thầy nói lại cái tình huống ha, thầy đi coi thi rồi thầy bắt được hai bạn là bạn Đình Hiếu quay bài, bạn Trung Nguyên quay bài. Hãy kết luận thì ghi vào biên bản sinh viên Phạm Trung Nguyên và sinh viên Trịnh Đình Hiếu cùng quay bài.
thì kết luận vậy được không? Được vậy thôi. Rồi, giải thích đi tại sao được Nguyên. Thì hai đứa cùng quay bài thì thầy ghi là Đình vậy Hiếu là cùng quay bài là đầy đủ thông tin là hai đứa đều quay bài. Rồi, ok. Rồi, bây giờ những bạn nói không được thì tại sao? Trả lời thầy coi. À, bạn gì đó? Nãy anh nói dạ không nè, ai đây? Rồi. Việt Hưng, à, Nam giải thích rồi đúng không? Thì như thế này, đúng là không có kết luận được kiểu đó. Tức là nếu kết luận như vậy, nếu các bạn mà kỹ càng hơn các bạn cãi lại được đó. Tại vì nó là hai, bây giờ nó là Trung Nguyên với là Đình Hiếu cùng quay bài, các bạn sẽ cãi. Em đâu có quay chung với nó đâu, em đâu có cùng quay với nó đâu, sao thầy kết luận như vậy được? Đúng không? Nhưng nếu như thầy ghi Trung Nguyên quay bài và Đình Hiếu quay bài thì các bạn không cãi được. Đúng chưa? Nhưng mà nói là cùng quay bài các bạn sẽ cãi. Tụi em mỗi đứa quay kiểu mà đâu có quay chung đâu, đâu có cùng quay mà thầy ghi vậy. Ờ, cãi lại được à? Đúng không? Hoặc ví dụ như thế này nè, giả sử nha, phiên tòa xử hai đứa tòa, hai thằng tội phạm cùng trộm cắp đi. Thằng A cũng trộm, B cũng trộm. Nhưng mà kết luận là A và B cùng trộm với cùng đi ăn trộm. Nó cãi lại được, nó ô tôi đâu ăn trộm chung với thằng B đâu mà sao mà kết luận vậy, đúng không? Đấu được. Do đó là cái biến cố tích đó, biến cố tích đó, nó xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B xảy ra, nói như thế mới chính xác nha. Chứ nhiều khi mình nói là A, B cùng xảy ra hoặc A, B đồng thời xảy ra đó, là có những tình huống nó sẽ không chính xác. Thì các bạn chú ý cái ngôn ngữ ha. Rồi. Rồi, ví dụ thì thôi cái này nó các bạn tự xem ha, nó cũng đơn giản thôi. Như vậy thì TK này, ví dụ ha, cái tỷ lượng tăng cấp đó, thì TK là biến cố sinh viên đậu cả hai môn. Rồi. Trường hợp tổng quát tích của n biến cố thì tương tự như cái tổng thôi nha, tương tự như tổng thôi. Như vậy biến cố tích này xảy ra khi nào? Khi a một xảy ra và a hai xảy ra vân vân và a n xảy ra trong một phép thử. Rồi ví dụ đây ha. Cái khó của xác suất là cái ngôn ngữ. Tại vì đó, nó không như toán cao cấp hay toán rè rè. Là đôi khi là cái câu hỏi của nó đó, nó rõ ràng rồi. Các bạn đọc vô các bạn biết được rồi. Người ta muốn yêu cầu cái gì. Còn cái phần xác suất này đó, nhiều khi là bài toán của nó là ngôn ngữ đời thường như vậy đó. Mình phải tìm cách mình phiên dịch. Tức là chuyển những cái yêu cầu sang thành biến cố cần tính xác suất. Mà nếu mình không cẩn thận ngôn ngữ mình chuyển sai hết. Thì đó là cái khó. À, chứ còn thật ra về đòi hỏi mà về mặt toán học á, dạy theo kiểu này nè là dạy, gọi là dạy theo quan điểm ngây thơ của xác suất, gọi là quan điểm ngây thơ luôn đó các bạn. Chứ nếu như muốn dạy một cách mà hoàn chỉnh á, đúng về mặt toán học á, thì phải nói là đòi hỏi các bạn phải có kiến thức toán rất sâu, chứ không phải đơn giản dạy kiểu này đâu. Nhưng mà giống như là xác suất ở đây nó có hai trường phái, nó hai trường phái này cũng không đúng, mà là nó có hai cách tiếp cận. Cách tiếp cận theo quan điểm ngây thơ là mình đang sử dụng nè. Tính như thở là sơ khai của nó. Còn mà tiếp cận theo quan điểm hiện đại á, là đòi hỏi phải sử dụng hệ tiên đề của toán học. Xây dựng tiên đề, xác suất. Nó khó hơn nhiều. Thì thôi mình không làm theo hướng đó. Mình không phải dựng chuyên ngành. Thôi mình đi theo hướng này thôi. Mà tuy nhiên là đi theo hướng này thì mình sẽ gặp một cái vấn đề là có những cái công thức mình phải thừa nhận, chứ mình không có chứng minh được. Bởi vì sao? Mình không phải có hệ tiên đề để mình chứng minh nó. Nha? Thì thôi, cũng không cần thiết. Ha? Chủ yếu quan trọng mình hiểu bản chất để mình làm thôi. Rồi, tiếp tục nói về biến cố xung khắc. Biến cố xung khắc là như thế nào? Hai biến cố A, B gọi là xung khắc với nhau. Nếu như biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra trong một phép thử. Phải nói rõ hơn nha, là trong một phép thử nha các bạn. Tức là tích của nó đó là biến cố không thể. Hay nói cách khác là hai biến cố xung khắc khi nào? Khi và chỉ khi hai biến cố không đồng thời xảy ra trong một phép thử.
Rồi một vài ví dụ ha. Thì cái xung khắc này nói chung là mình cũng cảm nhận được bằng trực giác. Tức là dựa trên cái đề bài mình sẽ biết được có xung khắc hay không. Nha, vậy thôi. Đây một vài ví dụ ha, các bạn xem qua. Cứ đọc đi, không hiểu thì hỏi. Như vậy, ở ví dụ 1 mình thấy là AB là xung khắc, đúng không? Đương nhiên rồi, nếu A xuất hiện thì làm sao B xuất hiện được? Còn A với C thì không xung khắc nhau. Ví dụ 2 là AB xung khắc. Ví dụ 3 BC không xung khắc. Đúng không? A với C thì xung khắc. AB cũng xung khắc. Ở những cái ví dụ này á, thì nói chung là các bạn cũng đừng có ngạc nhiên nha, tức là lúc nào cũng BB này kia nó xuất sắc hết. Bởi vì đó là những ví dụ kinh điển. Ha. Ở môn xác suất á, những ví dụ đó là những ví dụ kinh điển nên là thế nào cũng gặp mà. Nên là ví dụ thì cho như vậy luôn nha. Vậy thôi, chứ không có gì. Rồi, bây giờ khái niệm biến cố xung khắc từng đôi là như thế nào? Giả sử cho n biến cố a1, a2, an. Cái biến cố này gọi là xung khắc từng đôi. Nếu hai biến cố bất kỳ trong nhóm xung khắc nhau. Tức là tích của AI, AG là biến cố không thể với Y khác G. Cái này nó các bạn đợi xíu nha, tự nhiên thấy ví dụ này nó thôi được rồi, từ từ rồi nó sâu cũng được. Ví dụ là lấy ví dụ này, giả sử ha, thì tung một con xúc xắc đi, tung một con xúc xắc trên mặt phẳng nằm ngang. Thầy gọi AI là biến cố xuất hiện mặt y chấm. Thì khi đó mình y trừ 1 tới 6, đúng không? Như vậy thì các biến cố, nhóm các biến cố A1, A2 tới A6 là xung khắc từng đôi. Phải chưa? Hoặc ví dụ như là ở đây, hai ví dụ này. Thầy gọi AI là biến cố lấy được IB vàng. Lấy được IB vàng. Thì như vậy thì Y của mình sẽ nhận giá trị là từ mấy tới mấy? 0, 1, 2, 3, 4. Thì cái nhóm A, cái biến cố A0 tới A4 cũng là biến cố xung khắc từng đôi. Phải chưa? Rồi. Biến cố đối hay gọi biến cố đối lập cũng được. Ký hiệu A gạch ngang ha. Như vậy thì A là biến cố thì A gạch ngang là biến cố đối lập của nó. Thì ý nghĩa là gì? A là biến cố đối lập của A khi mà chỉ khi A gạch ngang xảy ra thì A không xảy ra và ngược lại. Như vậy thật ra là A với A gạch ngang là hai biến cố xung khắc. Nhưng tổng của nó là biến cố chắc chắn. Rồi ví dụ này đi ha, ví dụ sinh viên thi xác suất thống kê. A là biến cố sinh viên được 7 điểm. B là biến cố sinh viên được ít nhất 9 điểm môn xác suất thống kê. Vậy thì ví dụ biến cố đối của A là gì các bạn? Các bạn phát biểu thử coi, biến cố đối của A là gì, biến cố đối của B là gì? Cố đối của A là sinh viên nó không được 7 điểm. Rồi không được 7 điểm hoặc là điểm khác 7. À, điểm khác 7 cũng được. Rồi biến cố B thì sao? Đối của B là sao? Trên 9 điểm.
Em nói lại đi, bao nhiêu điểm? Dưới 9 điểm. Trên 9 điểm. Ít trên hay nhiêu ít? Trên. Ít nhất 9 điểm, tức là từ 1 tới 9. Nói lại đi. Đúng rồi, dưới. Ít nhất là... Dưới trên. Dưới. Tại vì 9 điểm là thấp nhất. Ít nhất 9 điểm là 9 điểm. Biến của B á, nó được ít nhất 9 điểm. Đúng không? Tức là điểm lớn bằng 9. Như vậy thì biến cố đối của nó là gì? Điểm phải nhỏ hơn 9 chứ. Đúng chưa? Điểm phải nhỏ hơn 9. À, rồi. Tức là cái biến cố đối á, nó giống như là mệnh đề phủ định á, mà mình học bên toán rời rạc á. Nha. Đó, các bạn chú ý cách phát biểu. Tại vì tại sao đưa ra biến cố đối làm gì? Bởi vì có những bài tính xác suất á, các bạn thấy á, là cái việc tính trực tiếp á, nó lại khó. Nha, nó khó tính. Thì mình tính biến thông qua biến cố đối á, nó lại dễ hơn. Thì chút nữa mình sẽ có công thức, bữa sau mình có công thức là xác suất của biến cố đối á, thì bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A. Như vậy thì thay vì tính trực tiếp BA đúng không? Ta tính thông qua thằng B, thằng A gạch ngang này. Rồi mình suy được BA dễ hơn. Một ví dụ ha, để các bạn xem ở đây. Ví dụ 2 các bạn tự xem nha, như em muốn các bạn chú ý ví dụ 3. Cái biến cố này có ý nghĩa là gì? Diễn đạt ra bằng lời nó là cái gì đây? Bây giờ mình đã học các toán biến cố rồi, tổng tích biến cố đối. Vậy thì cái biến cố C mà thầy ghi á, thì nếu các bạn diễn đạt bằng lời á, thì nó diễn đạt như thế nào? Rồi, cho bạn trả lời thử coi. Biến cố C là sinh viên đó đậu ít nhất một môn. Chắc chưa? Theo em, biến cố C là biến cố đậu hai môn. Đậu hai môn hả? Chắc chưa? À, đỗ một trong hai môn ạ. Đậu một trong hai môn. Cái được đậu được cả hai môn không? Đậu được cả hai môn không? Được không? Một trong hai môn nghĩa là, ý em là một trong hai môn nghĩa là sao, là có thể đậu được cả hai môn không? Dạ không. Không đúng không? Đúng rồi. Trong cái này á, biến cố C này là nó diễn đạt là gì? Sinh viên đậu đúng một môn. Tức là hoặc là đậu toán cao cấp, hoặc đậu kinh tế lượng thôi, không được đậu hai môn. Không được đậu cả hai. Còn nếu mình diễn đạt T cộng K đó, thì lúc đó là gì? Sinh viên đậu ít nhất một môn thì có thể đậu cả hai môn cũng được. À, còn viết như thế này, viết như thế này á, là sinh viên chỉ đậu đúng một môn thôi. Đó. Thì sau này các bạn gặp những bài toán á, đòi hỏi mình phải biết biểu diễn biến cố cần tính xác suất á, dưới dạng thông qua những biến cố khác như thế này. Ví dụ nha, bây giờ nó nói nha, đề cho nè, sinh viên thi hai môn toán cao cấp và kinh tế lượng, biết rằng xác suất đậu toán cao cấp là 0,7, xác suất đậu kinh tế lượng là 0,9. Rồi bây giờ nó yêu cầu là tính gì? Tính xác suất để sinh viên nó đậu đúng một môn. Ví dụ vậy ha, thì mình phải biết diễn đạt, biết biểu diễn cái biến cố cần tính xác suất qua những biến cố đã biết xác suất rồi để mình tính. Và vì muốn làm được điều đó đó, thứ nhất mình phải hiểu đề, mình phải đọc mình hiểu đề, rồi mình phiên dịch từ cái đề ha, sang công thức toán học để mình giải quyết. Đó là cái khó của xác suất. Rồi tiếp tục ha. Các bạn muốn hỏi gì các bạn cứ mạnh dạn mà hỏi, tự nhiên mà hỏi nhé. Hiệu, biến cố hiệu hay biến cố A và B, ký hiệu như thế này là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B không xảy ra. Tức là viết hiệu đại theo chính là A và biến cố đối của B ha, như A và không B á. Ví dụ mình diễn đạt cái này đi. Như vậy ở đây mình nói là T trừ C, hiệu của T và C là cái gì? T và K là cái gì? Tức là sinh viên đó đậu
toán cao cấp nhưng không đậu kinh tế lượng, đúng không? Hoặc nó như K trừ T, tức là biến cố là sinh viên nó đậu kinh tế lượng nhưng không đậu toán cao cấp. À. Này giống như là cái gì hiệu của hai tập hợp á, nhớ không? Mình học bên tới này rạc rồi đó, cái toán hiệu. Rồi một số tính chất ha, thì các bạn xem này xíu giùm thầy, các bạn xem xíu nha, thầy off cam một chút. Bây giờ các bạn nhìn vô cái này xíu ha, thì những công thức này á mình cũng nên biết qua để mình sử dụng nha, trong việc tính xác suất. Đặc biệt là công thức 12, 13, 14, 15 á, nó giống như là luật De Morgan đó, các bạn nhớ không? Biến cố đối của tổng thì bằng tổng các đối lập ha, đối lập của tổng bằng tổng bằng tích các đối lập. Rồi, đối lập của tích thì bằng tổng tích các đối lập. Nha, nó tựa như được luật De Morgan á, bên tập hợp á. Những cái này giống như phủ định hai lần thì trở về ban đầu, phải không? Rồi. Cái này nó cái gì mà đi. Wow. Ok. Rồi, bây giờ mình nói về biến cố sơ cấp ha. Biến cố sơ cấp là cái gì? Biến cố sơ cấp á, là biến cố là những cái kết quả đơn giản nhất của phép thử. Là biến cố không thể biểu diễn thành tổng của những biến cố khác. Rồi, tập hợp tất cả cái biến cố sơ cấp cho một phép thử, nó gọi là không gian các biến cố sơ cấp, hay còn gọi là không gian mẫu. Có những tài liệu nó gọi là không gian mẫu. Như vậy không gian mẫu hay là không gian biến cố sơ cấp á, là một. Nó là cái gì? Nó là tập hợp tất cả những kết quả có thể có của phép thử. Được chưa các bạn? Chú ý các bạn nhớ ha. Không gian mẫu là tập hợp tất cả những kết quả có thể có khi các bạn thực hiện phép thử. Ví dụ như là mình tung một cái đồng xu, thì không gian mẫu của phép thử là gì? Mặt sắp, xuất hiện mặt sắp, hoặc là xin lỗi, xuất hiện mặt sắp hoặc xuất hiện mặt ngửa. Nha. Đây.
Ví dụ ha, tung một con xúc xắc xuống mặt đất thì ta gọi AI là biến cố xuất hiện mặt y chấm. C là biến cố xuất hiện mặt chẳng chấm. Thì cái biến cố A1, A2 cho tới A6 á, là các biến cố sơ cấp. Và omega này chính là không gian mẫu của phép thử. Bởi vì là nó tập hợp tất cả những kết quả có thể có của phép thử. Phép thử là gì? Tung con xúc xắc, phải không? Biến cố C này không phải là sơ cấp vì C bằng tổng của ba biến cố sơ cấp này. Thì các bạn thấy ở đây á, nếu như một trong ba biến cố A1, xin lỗi, A2, A4, A6 này xảy ra thì biến cố C xảy ra, đúng không? Do đó ta còn nói các biến cố A2, A4, A6 này nè là các biến cố thuận lợi ha, thuận lợi cho biến cố C. Như vậy biến cố thuận lợi cho một biến cố khác á, là gì? Là những biến cố mà khi nó biến cố nó xảy ra thì cái biến cố kia nó làm cho biến cố kia xảy ra. Như vậy thì ở đây mình thấy rõ ràng nè, nếu một trong ba biến cố này xảy ra, đúng không, thì C xảy ra. Do đó ta nói ba thằng này là cái biến cố thuận lợi cho biến cố C. Ha. Rồi định nghĩa đây các bạn xem ha. Biến cố ngẫu nhiên A được biểu diễn thành tổng của các biến cố sơ cấp nào đó, thì các biến cố sơ cấp trong tổng này nó gọi là các biến cố thuận lợi cho A. Bởi vì nếu một trong các biến cố sơ cấp nằm trong tổng đó mà xảy ra thì A nó xảy ra. Đó, vậy thôi. Ủa thầy, vậy biến cố thuận lợi nó là biến cố kế theo à? Đúng rồi, tức là thằng nào kế theo thằng nào? Có phải là những thằng này là kế theo thằng C không? Tổng. Dạ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thông thường người ta cũng không ít dùng quan hệ kế theo ha. Tại vì khi mà biểu diễn tổng như thế này nè thì không gọi kế theo nữa. Chứ về thì mình gọi kéo theo là đúng á, chứ không sai. Nhưng mà do biểu diễn đã tổng rồi thì mình không gọi kéo theo nữa, đúng không? C đã là tổng rồi đâu gọi là C. Nhưng thằng này kéo theo A nữa thằng chi, kéo theo C nữa thằng chi. Đây ví dụ đây ha, thì tương tự ví dụ trên đây thôi. Được rồi, này bỏ qua, các bạn tự xem. Rồi bây giờ biến cố đồng khả năng là sao? Đồng khả năng là những cái biến cố có cùng khả năng xuất hiện như nhau trong một phép thử. Ví dụ ha, thầy gọi ngẫu nhiên một bạn sinh viên lên làm bài tập. Lớp, ví dụ lớp mình có bao nhiêu bạn đi, 50 bạn, 30 bạn gì đó. Thầy gọi ngẫu nhiên. Biến cố ở đây là gọi ngẫu nhiên một bạn. Phép thử là gọi ngẫu nhiên một bạn, đúng không? Còn gọi chúng bạn nào là biến cố? Thì rõ ràng cái biến cố đó có đồng khả năng xảy ra. Bởi vì thầy gọi khả năng ai cũng như ai cả. Đúng chưa? Hoặc ví dụ như mình tung một con xúc xắc tương đối với đồng chất trên mặt phẳng nằm ngang thì biến cố xuất hiện mặt y chấm, cái biến cố xuất hiện mặt y chấm là đồng khả năng. Nhưng nếu như mà con xúc xắc không cân đối đồng chất thì cái việc mà xuất hiện mặt các xuất hiện các biến cố mà xuất hiện mặt y chấm á, chưa chắc là nó đồng khả năng nha, chưa chắc là đồng khả năng. Bởi vì do nó không đồng chất, không cân đối, mà có thể là ở một cái mặt nào đó, đó nó nhẹ hơn hay nó làm sao đó, đó làm cho nó khả năng dễ xuất hiện hơn thì nó khác rồi, đúng chưa? Rồi, ha, ví dụ. Còn một cái quan trọng nữa là nhóm đầy đủ biến cố á, thì cái này là khoan. Để khi nào học tới cái công thức xác suất đầy đủ á, thì thầy nói luôn. Chứ bây giờ nói nhiều khi là các bạn cũng rối nha, nên là khoan. Công thức đầy đủ thì chắc ngày mai mình mới học được, hôm nay thì chưa kịp. Bây giờ thì mình coi như là cái phần liên quan tới biến cố á, là như vậy là xong. Thì các bạn thấy là trên slide này nè, nó không có nói mấy cái đó, nên là nó không có đầy đủ. Cái này là phép thử ngẫu nhiên ha, random experiment. Rồi không gian mẫu nè nha các bạn, xem một bài ha. Cái outcome là những kết quả đó, hay là những kết cục đó. Thì cái này tiếng Anh các bạn khá thì các bạn phải tự đọc được nha. Event, cái này thường làm gì sự kiện đúng không, nhưng mà đây mình gọi biến cố đi. Thì cũng có tài liệu nó gọi sự kiện đó các bạn, nhưng mà không, mình gọi biến cố hay hơn. Ở đây ha,
thí nghiệm ngẫu nhiên là lăn một con xúc xắc nè, thì công nhân mẫu nè là xuất hiện các mặt nè, 1.26 ở đây nó thiếu đúng không, xúc xắc này phải cân đối đồng chất nữa kìa mới được đúng chưa. Bởi vì thầy nói là nó biết không đủ nên là thầy cảm thấy là không muốn dùng cái slide này, nhưng mà lâu lâu mới đưa cho các bạn xem, bởi vì làm gì để các bạn biết thuật ngữ ha. Vậy thôi, tức là rồi ngoài ra thì các kết quả của phép thử á, tức là công nhân mẫu á, có thể biểu diễn qua sơ đồ cây cũng được. Thôi cái này các bạn tự xem trong slide nhé. Đây nè, tổng ha, tích rồi biến cố bù, bù với như là hiệu á, biến cố hiệu á, nó thì nó dùng là hợp giao, thì hợp giao thì cái vấn đề mà nội về hợp của hai biến cố, giao của hai biến cố á, thì cảm thấy là nó không có được chính xác lắm nên thầy không dùng hợp với giao mà thầy dùng tổng với tích với hiệu thì nó hợp lý hơn. Bây giờ mình sẽ đồ Venn ha, cái này thì đây là những phép toán đó, thì ở mình đã có rồi nên thôi không cần thiết đó. Rồi tiếp theo bây giờ mình nói về những cái xác suất, định nghĩa xác suất thì trong đây nó cũng định nghĩa quá sơ sài nha. Xác suất theo ngôn ngữ, theo nghĩa cổ điển, xác suất theo nghĩa thống kê, mô hình thực nghiệm nha. Thì cái này quá ư là sơ sài nên thầy không sử dụng nó nữa. Rồi bây giờ các bạn xem bên đây thì trước khi nói về xác suất biến cố á, thì mình cũng giải thích tí xíu cái này. Bây giờ giả sử nha, thực hiện phép thử thế này, các bạn sinh viên làm bài kiểm tra môn xác suất thống kê ha, môn xác suất thống kê có 10 câu hỏi đi, rồi thôi đừng nói 10 câu hỏi, cái xác suất thống kê rồi. Bây giờ thầy gọi A là biến cố á, bạn sinh viên được 5 điểm môn xác suất thống kê. B là biến cố, bạn sinh viên đã được ít nhất 9 điểm môn xác suất thống kê, phải không? Thì bây giờ theo trực giác các bạn thấy á, là biến cố nào dễ xảy ra hơn? Đương nhiên biến cố được 5 điểm dễ xảy ra hơn rồi đúng không? Hoặc ví dụ như là xin bạn, ví dụ như một người ít nào đó mua một tờ giấy số, biến cố A là biến cố người đó trúng giải độc đắc, biến cố B là biến cố người đó trúng giải 8, giải 8 là cái giải có 2 con á, ha. Rồi thì các bạn thấy rõ ràng là trực giác mình thấy là cái biến cố mà trúng giải 8 nó dễ xảy ra hơn đúng không? Tuy nhiên giữa hai biến cố như vậy, giữa hai điều đó, giữa cái trực giác á, thì nó giúp mình dự đoán được, nhưng mà mình không cho phép mình khẳng định bằng trực giác là thằng nào dễ xảy ra hơn nào. Bây giờ muốn biết được thằng nào xảy ra dễ hơn, thằng nào khó hơn thì bắt buộc các bạn phải đo nó, phải đo nó, tức là phải lượng hóa nó. Thì đơn giản thôi, ví dụ bây giờ hai bạn cân nặng đi, dễ thấy thôi, một người mập ơi mập luôn với một người mập vừa vừa thì chắc chắn nhìn cái người mập phải nặng hơn rồi đúng không? Nhưng mà đó là trực giác của mình ha. Còn bây giờ muốn là để thuyết phục người khác thì bắt buộc phải cho hai bạn bước lên bàn cân để cân khối lượng rồi mới kết luận được đúng chưa? Thì ở đây biến cố cũng vậy, mình thấy biến cố bạn được 5 điểm nó dễ hơn được 9 điểm, vậy thì bây giờ mình muốn khẳng định cái điều 5 điểm dễ hơn á, thì mình phải làm gì? Đo, tìm cách đo khả năng xảy ra của cái biến cố đó à, thì cái việc đo khả năng xảy ra của biến cố á, nó gọi là xác suất của biến cố. Được chưa? Rồi. Như vậy xác suất của một biến cố ha, là con số đặc trưng cho khả năng xuất hiện của biến cố đó trong phép thử. Thì về cái định nghĩa xác suất nha các bạn, có ba cái loại định nghĩa. Định nghĩa cổ điển, định nghĩa thống kê và định nghĩa bằng hình học. Thì thôi ở đây á, mình tìm hiểu hai loại thôi, là cổ điển với lại thống kê thôi. Ha. Hình học thì thôi bỏ qua cũng được. Rồi bây giờ định nghĩa cổ điển như thế nào? Giả sử trong phép thử có tất cả là n biến cố sơ cấp đồng khả năng, tức là phép thử đó có n kết quả nha, n kết cục hay n kết quả đồng khả năng, tức là những khả năng đó xảy ra như nhau, có khả năng xảy ra như nhau, trong đó có m biến cố thuận lợi cho
tức là em một biến cố sơ cấp á, thuận lợi cho biến cố A, được chưa? Như vậy khi đó xác suất của biến cố A ký hiệu là BA, cái từ BA chữ B này lấy chữ cái đầu tiên của tiếng Anh đó ha, để ký hiệu. Rồi như vậy thì BA này được tính bằng công thức BA bằng M chia cho N, tức là xác suất của một biến cố được tính bằng tỷ số của số kết cục hay là số kết quả hay số biến cố thuận lợi cho A chia cho số biến cố sơ cấp đồng khả năng của phép thử. Như vậy thì các bạn thấy á, để tính được xác suất của một biến cố trong phép thử, ta cần tìm hai con số này, M với N. Số M là mình đi tìm gì? Số biến cố thuận lợi cho A hay là số kết quả thuận lợi cho A. Còn N ở đây á, là số kết quả có thể có của phép thử, hay còn gọi là số biến cố sơ cấp đồng khả năng của phép thử. À, như vậy bắt buộc mình phải đếm rồi, đúng không? Đếm có bao nhiêu trong phép thử, có bao nhiêu kết quả có thể có, đếm xem coi là có bao nhiêu biến cố thuận lợi cho A. Mà muốn đếm được cho nhanh đó thì các bạn phải dùng những công cụ là gì, của giải tích tổ hợp, ví dụ như là quy tắc cộng, quy tắc nhân và tổ hợp, chỉnh hợp quán vị. Nhưng trên thực tế thì thầy thấy là hầu như nha, dùng nhân với tổ hợp là đã đủ rồi. À, nhưng mà thôi, cứ biết hết thì cũng tốt hơn đâu gì đâu. Đây ví dụ ha, vài ví dụ để các bạn thấy. Thì ở trong cái bài toán mà đi tính xác suất của biến cố theo nghĩa cổ điển á, các bạn nên suy nghĩ như thế này nè. Khi các bạn đọc đề xong, các bạn hiểu đề rồi á, các bạn đừng có vội đặt biến cố, các bạn đi đến xác suất làm gì hết á. Làm như vậy rất là dễ rối. Mà cái bước đầu tiên á, các bạn nên xác định cho thầy phép thử là cái gì. Được chưa? Xác định cho thầy luôn. Ta xác định trước phép thử là cái gì. Khi xác định được phép thử rồi thì mình sẽ đi tính cái gì đây? Đi tính N này, tức là đi tính số kết quả có thể có của phép thử, hay là đi tính gì? Đi tính số biến cố sơ cấp đồng khả năng của phép thử. Được chưa? Sau khi tìm N xong rồi á, thì bây giờ mình mới đặt biến cố, đặt ký hiệu cho biến cố cần tính xác suất là gì. Rồi sau đó mới đi tìm cái số lượng biến cố thuận lợi cho biến cố cần tính xác suất. Rồi sau đó mới lấy M chia cho N là xong. Chứ còn nếu các bạn không đi tìm phép thử mà các bạn cứ nhảy vào, các bạn đi tìm M với N là nhiều khi các bạn sẽ bị rối. Tại vì sao? Các bạn không báo vào phép thử, nhiều khi các bạn làm linh tinh lắm. Nó sẽ lộn tùm lum hết. Và nhớ nha, những bài này khi làm nhớ báo vào phép thử. Nó phải gắn với phép thử của mình mới được. Và chỉ có một phép thử thôi chứ không phải là nhiều phép thử. Ví dụ ha, bài này. Tung một con xúc xắc cân đối đồng chất trên mặt phẳng nằm ngang, đúng không? Tính xác suất. Tính gì? Tính xác suất thôi chứ dư mấy cái này. Tính xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện, mặt số chấm chặn xuất hiện. Như vậy thì phép thử đây là gì? Phép thử đây là tung một con xúc xắc cân đối đồng chất. Đúng chưa? Rồi. Như vậy thì số biến cố đồng khả năng, sơ cấp đồng khả năng là bao nhiêu? Có phải là 6 không? Được chưa? Bây giờ mình mới gọi nè ha. Đó. A là biến cố mặt 6 chấm xuất hiện. Thì bây giờ số kết cục thuận lợi, số biến cố thuận lợi cho A có 1 thôi. Phải chưa? Rồi. Như vậy thì BA tính được bằng gì đây? Có phải là các bạn đợi thầy xíu nha. BA sẽ bằng 1/6. Đúng không? 1/6. Rõ ràng. Bởi vì M là 1, N là 6. Rồi, câu B là gì đây? Mặt có số chấm chặn xuất hiện. Như vậy thì số biến cố thuận lợi cho B sẽ là 3. Nè, ở trên mình nói rồi.
ngày xác suất của nó là gì đây? 3 chia 6 hay là 1 phần 2? Xong. Đó, vậy thôi nhé. Này thì cũng chung là cũng chưa gì khó ha, dễ. Bài số 2 đây. Coi như bài mẫu nha, các bạn xem. Một hộp có 7 bi đỏ và 3 bi trắng. Các bi này to như nhau, nặng như nhau, nhẵn nhụi như nhau, tức là coi như những bi này có cùng hình dạng, kích thước ha, rồi. Nó chỉ khác màu thôi. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp. Tính xác suất lấy được 2 bi trắng. Thì các bạn lưu ý nha, bước đầu tiên khi đọc đề xong hiểu đề rồi á, đừng có đi tìm, đừng gọi biến cố làm chi. Khoan ha, phải xác định phép thử trước đã. Phép thử là gì? Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Rồi vậy sau đó mình đi tính cái gì? Mình đi tính số biến cố sơ cấp đồng khả năng của phép thử. Thì lấy 2 bi từ 10 bi, từ hợp 10 bi đúng không? Như vậy đây chính là lấy theo tổ hợp. Ha, như vậy số số lượng, số cách lấy là gì? C20. Rồi. Bây giờ mới gọi A là biến cố nè. Gọi A là biến cố lấy được 2 bi trắng. Đúng không? Như vậy thì số biến cố thuận lợi cho A thì quá dễ rồi, 2 bi trắng, lấy được 2 bi trắng từ 3 bi trắng. Vậy có số lượng cách là gì? C23. Và như vậy tính được xác suất thôi. Đúng không? M nè, thằng này là M. Thằng này là N. À, M chia N, rồi xong. Đó, các bạn làm như vậy thì mình sẽ ít bị sai hơn. Nha, chứ cứ mình khi gặp những bài phức tạp, nhảy cứ nhảy vô lấy tính M, N mà không có để ý phép thử. Nhiều khi dễ lộn lắm. Ví dụ này cũng tương tự ha. Ví dụ 3. Đây nó cũng tương tự, các bạn có thể tự xem được. 10 sản phẩm, trong đó 4 phế phẩm, như vậy nghĩa là 6 chính phẩm đi. Rồi, gọi chính phẩm đi, 6 chính phẩm. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất lấy được 2 phế phẩm. Như vậy phép thử của mình là gì đây? Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Đúng chưa? Đó. Thì số trường hợp đồng khả năng hay là số biến kết quả, số biến cố sơ cấp đồng khả năng, lấy 3 từ 10 mà là C30. Rồi A là biến cố lấy được 2 phế phẩm. Thì A ở đây á, xin lỗi, 3 sản phẩm lấy ra có 2 phế phẩm, như vậy còn lại phải là gì? 1 chính phẩm. Như vậy số cách có thể có là lấy 3 chính phẩm, trong đó có 2 phế phẩm và 1 chính phẩm ha. Thì C24 và nhân cho C116. Rồi, có M rồi. Không, đây là N, xong. M chia N. Thôi, các bạn tự tính ra ha. Rồi, ví dụ đây các bạn tự làm nhà nhé. Thì ở đây, đây là đáp số. Các bạn thấy dùng chỉnh hợp cũng được, còn không dùng tác nhân cũng được. Không vấn đề gì hết. Đề cũng dễ hiểu phải không? Tuyển 3 nhân viên, công ty tuyển 3 nhân viên cho 3 vị trí là giám đốc, trợ lý và trưởng phòng kinh doanh. 50 người dự tuyển có 20 nữ. Tính xác suất để trong 3 người được tuyển có trợ lý giám đốc là nữ. Bắt buộc trợ lý phải là nữ nha. Như vậy mình đầu tiên mình phải làm gì? Phép thử là gì ha? Rồi. Thôi cái này các bạn về nhà làm, thầy cho đáp số trước như vậy thôi, các bạn tự giải ha. Cũng dễ thôi, có gì khó. Về ý nghĩa của xác suất thì cái này rất là rõ ràng thôi. Nếu mà biến cố A có xác suất càng lớn thì tức là càng gần 1 thì khả năng xuất hiện của nó càng cao. Còn nếu mà PA càng nhỏ thì khả năng xuất hiện càng thấp.
À, thì biến xác suất biến cố là con số đặc trưng cho khả năng xuất hiện của biến cố A trong một phép thử. Xác suất càng lớn thì khả năng xuất hiện càng cao. Xác suất nhỏ thì khả năng càng thấp. Vậy thôi. Ồ, quên làm này sao nhỉ? Cái tự chỉnh. Tính chất. Tính chất. Thì ở đây các bạn thấy nè. Tính chất này các bạn tự xem ha. Đơn giản mà biến cố chắc chắn á, xác suất bằng 1 và khỏi nói nữa, bởi vì đâu cần tính, đâu cần, chắc chắn nó xảy ra là phải bằng 1 rồi. Còn biến cố không thể là bằng 0 rồi đúng không? Như vậy đâu cần quan tâm tới hai này chi nữa đâu. Còn đối với biến cố ngẫu nhiên á thì xác suất của nó nằm trong đoạn 0 1. Rồi biến cố kéo theo ha, nếu A kéo theo B thì xác suất của A phải bé hơn xác suất của B. Thì bây giờ nhận xét ở đây các bạn thấy nè, cái ưu điểm của xác suất tính bằng cổ điển á là gì? Là mình vẫn tính được xác suất nhưng mà mình không cần thực hiện phép thử. Đúng không? Đâu cần đâu. Ví dụ như là mình ngồi ở đây mình tính, mình nói chứ mình đâu cần phải đi bóc bi hay là bóc hay là kiểm tra sản phẩm gì đâu, à, vẫn tính được. Tuy nhiên có, nó có hạn chế, đó là gì? Trong cái công thức này mình thấy là m chia cho n đúng không? Thì ở đây đòi hỏi n phải là số hữu hạn mới được. Nha, n phải là hữu hạn và các kết quả biến cố sơ cấp là đồng khả năng thì nó mới có ý nghĩa. Còn trong trường hợp nếu như giả sử số kết quả có thể có của không gian của phép thử nó không phải hữu hạn và những kết quả cũng không đồng khả năng thì mình tính xác suất như thế nào bây giờ? Ví dụ bây giờ giả sử nha, các bạn tung đồng xu không đồng chất đi ha, thì đâu thể nào nói được là xác suất xuất hiện mặt sấp với xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng nhau 1/1/2 được. Đâu có chuyện đó được. Vậy bây giờ làm sao? Thì để khắc phục cái điều đó, người ta đưa ra định nghĩa thống kê về xác suất. Nha, định nghĩa thống kê về xác suất. Thì định nghĩa này cho phép mình tính xác suất mà kết quả, cái kết quả của phép thử có thể là không đồng khả năng hoặc là không phải là không đồng khả năng. Rồi. Nha. Đây ví dụ để các bạn thấy nè. Ví dụ ở câu B này các bạn thấy rõ ràng đúng không? Tìm xác suất của sản phẩm hư hỏng trong một lô hàng nước giải khác. Bây giờ mình biết được cái kích thước không gian mẫu đi, tức là rồi số lượng mà mình kiểm tra ha, nhưng lại không xác định được số lượng số sản phẩm hỏng. Đâu thể nào đi kiểm tra từng thằng được đâu. Nếu mà đi kiểm tra từng thằng như vậy xác suất đâu còn ý nghĩa nữa. Phải không? Như vậy trong trường hợp nếu như mà với trường hợp phép thử không đối xứng, tức là kết cục của nó không đồng khả năng á, hoặc là mình không xác định được cái số biến cố thuận lợi á, thì mình phải dùng cái định nghĩa thống kê nha, về xác suất. Thì trước khi đưa ra định nghĩa thống kê thầy nói đưa ra cái niệm tần suất trước đã. Tần suất là cái gì? Rồi tiến hành n phép thử, thực ra nói tiến hành n phép thử thì nó cũng thì cũng được, nhưng mà lẽ ra ở đây phải nói là thực hiện n lần mới đúng, thực hiện phép thử n lần ha, chứ không phải n phép thử, bởi vì nó có một phép thử thôi nhưng mà thực hiện nhiều lần. Rồi ta gọi m tiến hành n phép thử, ta gọi như vậy cũng được, gọi m là số lần xuất hiện biến cố a trong n phép thử này. Thì khi đó tỷ số của m chia n nó gọi là tần suất xuất hiện của biến cố A trong n phép thử.
tần suất xuất hiện của biến cố A cho ông n phép thử. Như vậy để tính tần suất xuất hiện của biến cố A nào đó trong n phép thử, mình chỉ việc là lấy gì, lấy số lần xuất hiện của biến cố đó chia cho tổng số phép thử là ra được tần suất. Và ký hiệu của nó là gì đây? Fn tại A. Thì bây giờ ta định nghĩa xác suất của biến cố thông qua tần suất như thế này. Định nghĩa này gọi định nghĩa thống kê của xác suất. Rồi. Đây ta định nghĩa ha, xác suất xuất hiện biến cố A trong một phép thử là một số không đổi mà tần suất FNA dao động rất ít xung quanh nó khi phép thử tăng lên vô hạn lần. Nghĩa là như thế này nè các bạn. Khi các bạn thực hiện phép thử nhiều lần thì cái tần suất này nó sẽ dao động ổn định xung quanh một số không đổi nào đó. Và ta chọn cái số không đổi đó làm xác suất của biến cố A. Và đương nhiên ở đây chỉ là gần đúng thôi, chứ đâu phải là chính xác được. Nếu ta gọi BA là xác suất của biến cố A ha, thì khi n lớn, BA này nó sắp xỉ với lại gì? Tần suất của A. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn thử nghĩ coi, chắc cái này ai cũng nghĩ là như vậy, tức là xác suất sinh con trai và sinh con trai con gái có bằng nhau không? Cái này mình không biết nha, sợ là không biết đó, thì mình phải kiểm tra hiến bằng thí nghiệm thì người ta có ha. Thôi quên cái này nói sau đi, bây giờ nói ví dụ này. Bây giờ nha, để tính xác suất của khi xuất hiện mặt sắp của tôi khi tung đồng xu á, đồng xu này không cần đồng chức nha các bạn, không cần cân đối đồng chức nha. Rồi người ta phải dùng cái gì, cách là thực hiện nhiều lần việc tung và thu được kết quả ghi lại ha. Ví dụ mình đầu tiên thứ tiến hành là Button, ông tung 4040 lần và ghi lại là số lần mặt xuất hiện mặt sắp là 2048. Như vậy cái tần suất của nó đó là lấy cái này nè chia cho này ra được số này. Rồi người thứ hai là Person, thực hiện hai lần, lần một là 12 tung 12.000 lần, ghi lại số lần xuất hiện mặt sắp là như đây. Vậy có được tần suất. Và tiếp tục lần thứ hai thực hiện số lần tung á tăng gấp đôi, ghi lại như đây. Hội lãm này chắc cũng chết đúng không? Nhưng mà thì các bạn thấy là trong ba thí nghiệm này á có một đặc điểm là như thế này, đó là cái tần suất xuất hiện mặt sắp của đồng xu á nó dao động xung quanh con số 0.5 đúng không? Dao động xung quanh con số 0.5. Và khi số phép thử càng lớn, các bạn có thời gian các bạn rảnh thử tung thử thôi, 30.000 lần, thì mình sẽ thấy được là cái tần suất xuất hiện mặt sắp á nó hàng ngày nó càng gần với con số 0.5. Và do đó người ta dùng số 0.5 để xem như là xác suất xuất hiện của mặt sắp khi tung đồng xu. Nha. Do đó mình sử dụng con số 0.5 này làm xác suất của biến cố là gì? Xuất hiện mặt sắp khi tung đồng xu. Rồi. Cái này hoàn toàn là thực nghiệm nha, các bạn thấy rõ ràng đúng không? Đây là mô hình thực nghiệm. Tuy nhiên cái đòi hỏi là gì? Các bạn phải thực hiện quá nhiều phép thử. Tung 12.000 lần cũng chết luôn chứ không phải giỡn đâu. Một lần tính 1 giây đi. Rồi ghi một lần 1 giây rồi ghi lại phải 2 giây đi. Như vậy tốn là bao nhiêu? 24.000 giây. Không, thì mấy tiếng các bạn? 1 giờ là 3.600 giây. 24.000 chia cho 3.600 ra nhiêu? Phải mất mấy tiếng lận? Tính thử coi. Tức là tính luôn là một lần tung á với lại ghi kết quả đó mất 2 giây. Ha?
Như vậy tung 12 ngày là 24 ngày giây. Chia cho 3 ngày 600. Mất cũng phải 6 tiếng. Đúng không? Rồi nếu như mà tung 24.000 lần vậy á, chắc là phải mất tới nửa ngày để ngồi làm chuyện đó. À, như vậy thì các bạn thấy một điều là cái định nghĩa thống kê này á, nó có ưu điểm nhưng mà nó cũng có khuyết điểm. Phải chưa? Đây các bạn xem ha. Đương nhiên trong định nghĩa thống kê thì không đòi hỏi phép học thử hữu hạn và biến cố đồng khả năng rồi. Không cần chuyện đó. Nhưng phải đòi hỏi lặp lại phép thử nhiều lần. Trong thực tế điều này khó thực hiện đúng. Đối với những phép thử đơn giản các bạn thực hiện được. Chứ mà đối với trường hợp những phức tạp làm sao thực hiện được. Đúng không? Mà đòi hỏi tốn tiền bạc công sức nữa làm sao mà làm hoài được, làm nhiều được. À. Và một cái nữa là gì? Nếu các bạn dùng phương pháp thống kê, định nghĩa xác suất bằng thống kê á, chỉ cho mình tính xác suất sắp xỉ thôi. Nha. Và mức độ chính xác tùy thuộc vào số lần thực hiện phép thử. Điều này đúng. Nếu như mà mình thực hiện phép thử càng lớn càng nhiều á, thì cái độ chính xác của nó càng cao. Còn nếu như mình thực hiện ít quá đó, thì chắc chắn là cái gì? Sai số nó lớn. À, sai số nó lớn. Nghĩa là hình học thì thôi bỏ qua nha, bỏ qua. Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai mình giải quyết tiếp cho nó xong cái phần còn lại ha. Bây giờ thầy dẫn bài tập tí xíu rồi điểm danh cho các bạn nghỉ. Thì bài tập bây giờ bài tập chương 2 của mình á, các bạn làm cho thầy bài 1 tới bài 5 đi. Tức là những công thức hôm nay mình học nè, những phần hôm nay mình học nè. Bài 1 nha. 2, 3, 4, 5. Rồi, tới bài 5 thôi. Hả? Được chưa? Bài tập chương 2 từ bài 1 tới bài 5. Ngày mai có thời gian thì sửa, còn không thì để bữa sau. Thì sợ ngày mai cũng không kịp đâu. Học cho hết lý thuyết chương này đi rồi. Mình sẽ sửa dần dần. Hả? 1 tới 5. Chương 2 nhé. Yeah. Các bạn nhớ là tài liệu đây thì cho rồi nha. Các bạn thấy là lấy cái này xuống ha. Rồi thông tiếng tài liệu tiếng Việt. Các bạn hãy tìm thêm nha, cũng có nhiều tài liệu hay mà. Này môn cơ bản thì nó nhiều. Rồi, bây giờ điểm danh. Có chỗ nào không hiểu cần trao đổi thêm thì các bạn cứ nêu ra. Quan trọng ở xác suất là mình phải làm bài tập nhiều. À, thầy vẫn luôn nói với các bạn như vậy. Phải làm chịu khó làm bài tập. Thì để mình quen cái ngôn ngữ của nó đó, quen cách phiên dịch đó. Bài tập thì thôi lấy bài tập của thầy mình cũng được. Chứ nếu mà lấy bài tập của thầy nhiều khi nó còn khó hơn, tại thầy cũng có. Nhưng mà những bài đó thì nó có lẽ nó không phù hợp lắm với lại không phù hợp lắm với trách nhiệm. Đây. Những bài tập này thì chắc là thầy cũng thôi để rồi thầy cũng chắc là cho các bạn thêm. Coi như các bạn muốn làm thêm các bạn làm ha, bổ sung đi. Đây. Bài tập này thầy cũng có soạn riêng nhưng mà thôi để sau đi ha, từ từ. Thầy sẽ up sau luôn, từ từ. Ủa sao FAB vốn được ta? Bị gì đây?
các bạn ở lớp sau đừng vô, ra ngoài đi. Ai mà ở học ca sau đừng có vào nhé, để thời điểm danh nó không bị lộn chứ gì hết đó. Sao kỳ vậy trời, không vô được. Không thể điểm danh tạm thời trong đây đi. Rồi. Nhìn đây đi ha. Xíu nữa là bổ sung trong kia chứ mất thời gian quá. Rồi điểm danh nha. Đình Hiếu. Dạ có. Có thể bỏ qua nha. Không có. Khi nào có thì mới ghi vắng. Vi Khôn. Có. Thành Nhân. Dạ có. Kim Nguyên. Kim Nguyên. Dạ có. Văn Nam. Dạ có. Đức Mạnh. Dạ có. Lâm Duy. Dạ có. Gia Mẫn. Dạ có. Vân Khánh. Dạ có. Công Hưng. Dạ có. Trung Nguyên. Dạ có. Nhật Hạ. Dạ có. Đông My. Dạ có. Đức Trung. Duy Khang. Dạ có. Rồi Duy Khang có không? Không nghe rõ gì ta. Rồi thấy rồi. Quang Nhật. Nguyễn Quang Nhật. Vắng. Đây là 7-1 không? Văn Nhật vắng rồi. Hoàng Việt. Dạ có. Minh Thi. Dạ có. Vĩnh Thịnh. Vĩnh Thịnh. Vắng. Hải Đăng. Dạ có. Ồ sao lên. Rồi Hải Đăng có. Duy Phước. Dạ có. Cao Sơn. Dạ có đi ơi. Rồi. Vậy là có bắn hai bạn là Vĩnh Thịnh với lại Quang Nhật đúng không? Rồi. Để thầy biết chứ gì hết á, để xin dành lại. Thôi được rồi, các bạn nghỉ đi ha, ở nhà học bài làm bài. Nói chung là không cố gắng làm bài được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha. Rồi, mai mình làm tiếp tục ha. Thôi các bạn out đi. Nói rồi. Rồi.